Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, sáng nay Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mùa A Vàng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 8 tháng đầu năm, tình hình thiên tai, công tác khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 2 và cơn bão số 3. Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 21 tháng 7 trên địa bàn tỉnh Điện Biên chịu ảnh hưởng của 24 đợt thiên tai, ảnh hưởng bão số 2 từ ngày 22 tháng 7 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có đợt mưa lớn, đặc biệt là trận lũ quét ngày 25 tháng 7 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Hoàn lưu bão số 3 từ ngày 8 tháng 9 đến nay đã gây mưa lớn kéo dài trên toàn tỉnh. Qua rà soát thống kê thiệt hại do mưa lũ thiên tai gây ra, làm 12 người chết, mất tích, gần 1.600 nhà bị thiệt hại và hơn 300 nhà phải di rời khẩn cấp. Tổng thiệt hại do mưa bão, lũ quét gây ra tại tỉnh Điện Biên ước trên 500 tỷ đồng. Ngay khi thiên tai lũ quét xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các cấp đã chủ động khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ, khẩn trương hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại theo quy định, giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống. Tuy nhiên, với xuất phát điểm của tỉnh rất nhiều khó khăn, hơn 90% ngân sách của tỉnh phụ thuộc ngân sách trung ương. Bởi vậy, thiên tai xảy ra khiến Điện Biên càng thêm khó khăn. Để có thêm nguồn lực khắc phục thiệt hại, hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai phục hồi sản xuất, tỉnh Điện Biên đề nghị trung ương xem xét bố trí ngân sách dự phòng trung ương hỗ trợ cho tỉnh khoảng 700 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên là 283,5 tỷ đồng. Qua nghe báo cáo của tỉnh và ý kiến của đại biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết các điểm nghẽn về thực hiện đề án 06, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai tổ chức đại hội Đảng các cấp. Về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu tỉnh Điện Biên có phương án chủ động phòng chống thiên tai, tránh trường hợp bị động bất ngờ với phương châm 4 tại chỗ, đồng thời khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định dân cư, giao thông đảm bảo thông suốt. Nhân dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội khu vực miền Bắc đã trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho người dân tỉnh Điện Biên bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 2 và số 3. Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã trân trọng đặt vòng hoa, dâng hương tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ A1.